Anh thấy cái máy anh mua lâu rồi nhưng mà bên em hỗ trợ tốt đấy, bảo hành cả luôn cái lỗi anh làm rơi nữa. Mặc dù cái sản phẩm của anh giá trị nó không cao nhưng mà anh thấy thái độ phục vụ và cái trách nhiệm đối với sản phẩm của hãng bán ra như vậy anh thấy là rất là tốt. Bên em phục vụ kỹ thuật bên em bán hàng sau bán hàng tốt. Anh cũng có thay bên em mấy lần, như lần này lần thứ hai lần thứ ba gì đấy. Anh đã mua hai cái đồng hồ bên ý rồi nên là có phải là sử dụng dịch vụ rất là tốt. Các bạn ở chỗ xã đạt rất nhiệt tình, hầu như năm nào anh cũng gửi để bên mình lau dầu hộ cả. Nhưng anh cũng đi ở các cái địa chỉ ở ngoài. Cho 10 điểm. 9 thì 10 là thật toàn thôi. Em cứ cho 10 điểm cho anh. Thèm 9 điểm chị ấy. Thì tốt quá rồi, 10 điểm thôi. 10 đi.